chịu sống là máu giặt cánh rừng lên đứng thần linh. Thưa ngài, kẻ được chọn làm vật hy sinh là ai? Xin ngài cho biết rõ họ tên. Do mới toàn dân mộ lạc thỉnh cầu, kẻ được chọn là tiểu thơ Kha Lan. Kha Lan, em gái tôi à? Kha Ti anh, cha. Kha Lan, con đừng bi lụy thở than, hãy nhận lấy diễm phúc của thần ban rồi bước lên giàn quả. Anh Kha Ti, anh ơi, chỉ trong giây lát nữa đi, là thân xác em sẽ sụi tàn trong lửa đỏ. Kể từ đây, muôn đời vĩnh biệt mọi người thân khúc. Em nhờ anh nói lại với giáo linh rằng Kha Lan của chàng không còn nữa. Kha Lan, Kha Lan em ơi, bởi chúng ta là kẻ hậu sinh nên đành phải tuân theo tục lệ của cổ nhân. Nhưng anh biết, việc đem em ra làm lễ vật tế thần linh là âm mưu sâu hiểm của kẻ bạo tạc muốn ghi hận thù giữa hai bộ lạc mà. Thi, con không được trái ý cha. Cha, mau rời khỏi nơi này. Cha, được, con đi đây. Anh Kha Ti, tất cả bản dân hãy làm lễ rước lửa cho cuộc hỏa thiêu trinh nữ. Thần nào chia biệt đôi ta, tàn ác đừng hỏng. Tục ở xa xưa nói dâu, cấm một ngày ngươi đừng không xúc phạm linh thần. Đừng lụy vì tình yêu, mùi giống màng lễ đau thương, cầm tay dời dời muôn trùng. Kha Lan ơi, Mường Giao đã bỏ tục lệ giả mang, đem mạng người ra tế lệ. Sao Hà Sơn chưa chịu đổi thay, để cứ buộc con người phải sống mãi với thời tối tăm mang sợ. Kha Lan, anh về đi, đừng lưu luyến em mãi vì Hà Sơn. Tâm mình lửa thiêu, chia biệt tình ta. Anh về đi, Kha Lan. Giang ra, giáo linh nơi em đã vì bộ tộc Hà Sơn dân mạng thi thần linh bước tới giàn cao chờ tâm mình trong lửa đỏ, thì anh cũng phải vì sự tồn vong của bộ lạc Mường Giao mà giữ cho trọn vẹn thân danh của một đấng anh hùng. Đừng vì yêu em mà làm trái trung không tròn. Kha Lan, lòng nào đành xa nhau nhói đau tâm sự nghe lời. Mặt đành ngoảnh mặt, tay xiết tay chân nặng bước không đành. Giao linh ơi, dầu đôi mình không vẹn nghĩa ba sinh, ân tình anh đã quá đủ cho chút phần bạc mình. Em đã vui để đi vào vĩnh biệt, tình thiên thu tuyệt đẹp phút giây này.
để họ kéo dài chuyện tâm tình như vậy được. Coi chừng kể giờ thiên nổi lửa lên. Thưa Tùng Cường, đây là ý của thần linh. Kha Lan, anh nguyện cùng chết với em. Kha Lan! Bao lửa tan rồi, lửa thần không lâu dài đôi trai gái. Này Giao Linh, tội của mì quyến rũ Cà Lan, đem yêu đương làm nhớ quý động thần, mất hết ý nghĩa dành phần cho Tha La là cô gái đồng trinh. Như thế là những lễ vật để tế thần, chúng ta phải chọn người khác thay cho đúng với lễ nghi. Tha Lan với Giao Linh là hai trong phạm, chung thọ hình quả thiêu cái tội yêu nhau. Khi người ta chân chính yêu nhau mà luật hình kết tội quá thiêu, thì người trong thiên hạ chỉ toàn là thù hận, chứ không có tình thương, kém thua loài súc vật nơi núi rừng quan dài. Tiên Sơn Đại Sư tới. Chúc mừng nhân huynh vừa gặt hái thêm mùa chiến thắng. Ồ, đại sư, xin đa tạ lời chúc mừng của đại sư. Thật ra tôi vẫn thấy mình hơi ái ngại vì đã làm trái với lòng mong muốn của đại sư. Nhân huynh có ý nhắc lại lời của tôi khuyên can, đừng nên động binh với tù trưởng Kim Bình là để mỉa mai tôi đó. Tôi đâu dám thế, thưa đại sư. Mà thôi, ta nên gác chuyện đó lại. Nhưng có đại sư đến đây, tôi muốn trao đổi với đại sư một câu chuyện. Hẳn không ngoài chuyện sự có mặt của Giao Linh, đồ đệ của tôi trên vàng quả. Đúng vậy. Nếu hành động của Giao Linh sai trái là môn sư, tôi xin nhận phần trách nhiệm. Nhưng mà thiết tưởng, chúng ta nên lấy công tâm mà phán xét. Thế có công thì tướng, có tội thì phải gần. Là người cầm đầu bố lạp phải đứng độ công minh để kéo gương cho đoàn hậu tấn khi chúng nó thay mình. Tôi nghĩ rằng có lẽ do căn duyên tiền tình của đôi thanh niên nam nữ chung tình, khi bông bên vàng quá rực ánh lửa hồng, thế mà hai nạn nhân ở giữa chốn vẫn bình yên. Đã có đại sư góp lời can thiệp, tôi đâu dám bảo thủ theo ý riêng mình. Giả lại trước kia cũng đã có một lần tôi cùng mượn giao tù trưởng hẹn ước thông gia. Không, Kha Lan là cô gái của thần thiên, không thể kết duyên cùng kẻ tục. Phu quân, phu quân là một tù trưởng cầm đầu bộ lạc mà lời nói chẳng nghiêm minh. Ta mới vừa rồi ông đã xóa bỏ cuộc thông gia với tù trưởng Mường Giao, rồi giờ đây là tiến hành hôn ước. Phu nhân nói đúng, xin đại sư hãy giúp tôi thuyết phục Giao Linh. Bày đâu, đưa Giao Linh và Kha Lan xuống. Chờ. Sư phụ. Con nhờ thần thiên giúp đỡ nên ngọn lửa phàm chẳng đốt được con. Từ rày con là báu vật của thần thiên bộ lạc Hà Sơn, con phải cắt đứt tình yêu giữa con và Giao Linh vĩnh viễn. Cắt đứt tình yêu và Giao Linh vĩnh viễn? Không, không. Trời, con và Giao Linh đã có lời của mẹ gia đình nữa, đâu phải con tự ý giao hôn. Nhưng nó đã chống lại ta, không còn là bạn mà đổi lại là thù và cấm. Còn nghe chưa? Mục đâu? Đưa tiểu thơ về bộ lạc. Tướng lĩnh, xin mời tiểu thơ. Giao Linh! Kha Lan! Thôi từ nay, rừng thiên giang tiến cầm người Hà Sơn đang cai tâm.
người gây dòng bão điên đảo làng buồn. Mình xa nhau sao quá thương đau, trăng bạc buồn có soi sáng được lòng ai. Cung nỏ sẵn sàng, nếu giao lên bạo động thì bắn chết liền tại chỗ. Tù trưởng khá lắm. Trời ơi, đây là sự thật hay là trong giấc mộng? Còn đâu nữa người bạn tâm đầu yên ngựa thanh hương của một đời quanh. Nay trước mắt ta là một bạo chúa chỉ quen lời chen giết, đoạn nghĩa thâm giao dứt tình phụ tử nghe lời vua mì. Sai bông sắc mỹ nhân làm cho ráo điên cả rừng núi kêu. Công cày dựng bộ lát Hà Sơn, mê muội ngông cuồng nhen ngọn lửa căng qua đốt cháy hết mọi yêu thương tình sâu nghĩa nặng. Bị mê hoặc bấy dòng kèn tiếng quyền cho đôi lửa đầu xanh tay cắt cơ đoạn đi tình. Đầu mốc, đưa tiểu thơ đi chụp khúc mắt ta. Mau, đi tiểu thơ. Giao lên. Khá lắm. Khá lắm. Khá lắm. Rời em nửa bước, em phải đợi lúc bà ngủ say mới lẻn ra đây được. Giao Linh ơi, từ Hạ Sơn đến Mường Giao phải qua hai ngọn đồi và một con suối nhỏ, nhưng nhớ nhau em phải tìm dễ nào ngại gian lâu. Khả năng anh ơi, trăng mong chờ trăng vàng rồi rung. Dưới chân ta cha em vì những tham vọng
động cuồng ngông, chỉ biết có bảo tàng và chém giết, đã quên hết những mối tình tha thiết. Bộ lạc Hà Sơn rồi sẽ về tay bọn ác thú ma dương đội lốt con người. Đó là chuyện của người lớn, còn chúng ta thì cho nắng đẹp sáng soi tình ta. Giao Linh ơi, em mới hỏi rằng lúc thiên địa sơ khai, ai đã gieo hạt yêu đương, ai gieo mầm đáo cười, để đến nay qua tình chớm nụn lại nở trong hư ảo mơ hồ. Kha Lan, giọt lệ đau thương chỉ làm mềm yếu đi những tấm khăn trường và tưới cho cây bảo tàng thêm xanh la. Ngày mai sau lớp bụi hồng, tình em là bông trắng lòng theo anh. Xa lạc con bất hiếu, về bộ lạc tao sẽ trị tội mày. Cha, tôi nghe con mà cha. Đừng về dọc, đi về. Ta không ngờ nó tự dấn thân vào miệng cọp, rồi đây Ngọc Tỷ Hòa sẽ về tay ta. Giao Linh, chạy đi anh. Ôi, đau nhức quá, đau nhức quá. Phu quân, phu quân, tỉnh lại phu quân. Cha, cha ơi, tỉnh lại cha ơi. Đừng bày trò khóc lóc tỉ tê. Cô có biết ai bắn cha cô không? Thằng Giao Linh, người yêu của cô đó. Không, đừng vu cáo. Cô hãy nhìn cho rõ, mũi tên có khắc chữ Mường Giao. Trời ơi, không, không thể nào. Bạc Đô, dạ. Hãy chạy theo Kha Lan đem nó về đây. Tù nhân Chung Mo, Tâm Phúc, dạ. Ngươi phải cẩn thận, thành công thì ta trọng thưởng. Nếu hở môi tiết lộ việc này thì chính nhà ngươi phải uống thay cho nó đó. Ta nóng ruột cha con nên có những lời không đẹp đối với con. Thôi, đừng buồn nữa. À, cha con cũng đã ngủ yên rồi, chắc không sao đâu. Tâm Phúc. Dạ. Dạ, xong đây. À, Kha Lan à, thức suốt đêm qua săn sóc cho cha con, chúng ta đều mệt cả. Ta và con hãy uống chén sâm này rồi đi nghỉ. Uống đi con. Dạ, con không mệt. Uống đi mà. Con không uống. Ôi kìa, thuốc bổ mà, tại sao con không uống?
con không biết là cha con rất thương yêu con hay sao. Kha Lan, con không được suy sụp trong lúc này, con phải tỉnh táo mà lo cho cha con chứ. Uống đi con. Thôi được, con không nghĩ đến cha con thì để cho ta. Kỳ mẫu, con xin uống chén thuốc này đây, để cho kỳ mẫu được vui lòng. Dẫu đời con có phải xa sao, vào trong ý nghĩ. Còn Trưng Mo và Bạc Đô cũng đi nghỉ một chút đi. Ở đây ta giao cho Tâm Phúc về một đầu. Nhớ lời ta dặn, trừ ta ra không ai được đến gần tù trưởng, nghe chưa? Đi Kha Lan. Đầu phục ta. Không, không,
giờ. Vậy thì cả hai đều phải chết. Chết à? Chết à? Sống ở dương gian đã không được đồng tịch đồng sàng, sao bằng chung chết vẹn đa vàng. Lũ quỷ bảo tăng không chia cách được tuy chung. Hãy giết ta đi, giết ta đi. Giao Linh, sư phụ, con đừng tưởng những kẻ giam chết mới được đời xem là trang giò dòng. Những kẻ dám sống trong đau thương kéo lê ngài quốc hằng, chờ cơn gió thuận để hoàn thành nghiệp lớn thì tiếng hùng anh cũng ghi tạc đến đời. Sư phụ chẳng phải chờ buổi còn đương căng mới đáng ngời. Sư phụ ơi, con giờ đây với thân tàn ma dày, sức lực tối ra còn thua kém một thư sinh. Con Hà Sơn và Mường Giáo xưa nay vốn nặng tình, sao bỗng chốc trở nên nghịch phù trời, không chung đội tham vọng cuồng điên vì sắc dục giới mộng. Cuồng chinh Khá Lâm đã đưa bộ lạc Hà Sơn đến lần bờ vực thăm. Khá Lan, con của ta, để ta lo. Bạc Đô, ở lại tiếp đại sư. Khá Lan, Khá Lan. Khá Lan, con ta. Khá Lan, cha, cha tôi đâu? Con. Giữa cảnh hoang dã hoang sơ. Hãy về sớm một cùng con, đừng để con thành một cánh chim lạc giữa sương quang. Cha lớn con. Cha. Cha lớn, cô chú con ơi. Cha.